Ý, nặng dữ lắm nha mọi người, quá là nặng luôn rồi. Ôi ôi gài hôm hết nè nha, không biết có hàng khủng này nè. Ôi đất dữ hả, ôi 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 nó không hơi kỳ vậy, nặng á coi, nặng nha mọi người. Cái gì đây, gì vào đây, cái gì mà cỏ nó lúa nó xanh vậy đây. Ui ôi nó kẹt đầu quển. Ủa ôi nó gần ga luôn mọi người ơi. Ôi nè, ôi nó đây con lúa tạo ra nha mọi người, lúa này lụm lúa nữa, quá lúa này xanh là ngon nè. Trời ơi nặng lắm mọi người ơi, nặng lắm nha. Cái gì đây? Rồi mình xin chào tất cả mọi người luôn nha. Thì nay mình tiếp tục thăm lợp á mọi người. Đây thì lúa rồi, cũng như mỗi ngày cũng đem theo hai cái bẫy xi cua này, mình bỏ chuột sẵn hết rồi nha mọi người. Đây hai ba cái túi lưới gì đây, này chuột nha mọi người. Đây chuột này ngon lắm, vừa đặc lắm mọi người. Coi mình vô tới luồng bẫy, bẫy mình bên đó được mấy cái nha mọi người. Thì tới bẫy rồi mình quay lại cho mọi người xem nha. Mọi người xem nhớ hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Rồi giờ mời cả nhà mình trải nghiệm theo mình thăm bẫy gắn nha mọi người. Rồi vô đây cái đầu tiên luôn nha mọi người. Cái này chiến gọi đặt im ghê luôn mà nó không chạy, chạy ngũ hành nhỏ chết tới nay luôn, thăm mấy chuyến rồi không có dính nha mọi người. Cái này còn bẫy gì mà gùi bay dữ vậy, khui gì đây, trời ơi gắn mối chết này, chết chuột gắn mối vô chết hai ba con gắn mối luôn. Rồi cái đầu tiên tức quớt luôn nha mọi người. Rồi khúc này mình có một cái nha mọi người. Nước nhiều quá ngập bẫy luôn quá, thì ngập hết trơn luôn rồi, hết hàm. Ý gắn nha mọi người, gắn gì đây, trời ơi cũng gắn nước. Hồi ôi hết biết thiệt chứ, rồi gắn nước nó bự nè mọi người. Để mở ra cho mọi người xem nha. Ui ôi tiếu thiệt chứ, con này vô lâu rồi, mỏ tạ hết trơn luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy cái mỏ nó, cái đầu nó không. Trời ơi con này bự, con này gần nửa ký này, dám hơn hơn nửa ký nữa. Nặng nha mọi người. Phải mặt nó nè. Hết chuyện đi vô đây kiếm gì trong đây. Mùa rồi mình cũng dính một cái bẫy dính hai con nha mọi người. Một con kẹt đầu, còn một con thì bự nó không có kẹt đầu. Cũng có người lên bình luận là nói mình nói xạo. Trời ơi, dính cái gì dính ngăn nước. Nay dính thêm lần nữa nha mọi người. Lần này nữa chắc xạo nữa quá. Đó. Ui nó bự nè. Gắn đầu tiên của mình luôn. Rồi thôi để anh bấm dựng chút mình bắt sau nha mọi người. Đây đây mình thăm hai cái bẫy nữa, rồi ra mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Rồi, tới bẫy luôn nha mọi người. Cái này chiến gọi dính thô hành cũng cũng trọng lắm. Cái chiến này có gì không đây, chỗ này. Đâu ta? Rồi, chắc mất nữa rồi. Đây đây. Trời ơi tưởng mất nữa chứ. Nặng nha mọi người. Gì đây? Ủa?
Chuyện ngắn đâu. Trời ơi, nằm đây. Ồ. Cỏ lên xanh hết rồi, con này vô lâu rồi nha mọi người. Đây, con này vô lâu rồi. Mọi người thấy này là biết ha. Quá ngon. Rồi, thôi mình đặt lại cái nha mọi người. Bẫy mình đem theo bẫy xích cua. Đặt lại cái này. Bấm dừng cái nha mọi người. Rồi tiếp tục luôn nha mọi người. Này mình có con cái. Ui. Trời ơi. Gì trời. Con rắn nằm ngoài nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Nằm ngay mí lợp nè. Rắn hổ con. Phải không ta? Đó nó. Ở kênh mình nè mọi người. Nó nằm nè ngay đầu ngón tay mình nè. Để mình lấy cái cây mình dứt ra coi gắn gì vậy ta, mình thấy không rõ nha mọi người. Lợp đây. Ui gắn hổ con mọi người ơi, nè nó nằm dưới cái này chắc kẹt, kẹt đầu chui ra nha mọi người. Đó mọi người thấy không, để mình lấy cái lợp ra một cái nha mọi người. Bấm dừng cái nha. Ôi ơi, con này thọt cái tay vô còn chút nữa là xong với nó rồi. Nó thì ghê không. Đây mình mới bẻ cái cây nha mọi người. Móc cái lợp ra một cái. Để coi nó có kẹt đầu ở chỗ nào nha. Ôi. Ôi nó kẹt đầu quển. Ủa. Ôi. Ôi nó gần ra luôn mọi người ơi. Ôi nè. Ôi nó cạn khúc nè mọi người thấy không. Đó nè. Ôi ôi. Ôi cái này mà sơ hở là chết với nó liền nha mọi người. Hồi nãy nó. Để lấy ra lấy ra. Đó. Ôi ôi. Được chưa. Đem cái chỗ tống này nha mọi người. Ý. Đó. Anh em đi bẫy thì cẩn thận nha. Đó. Ghê quá. Hên là mình lấy là mình thọt vô cái hào đầu này nè nha mọi người. Nó nằm ở dưới dạ bẫy luôn. Rồi ôi cái này mà nó nằm ngay cái họng mé bên đây ha, mình thọt vô rồi là nãy là hiểu rồi. Nó nè. Đó. Ghê chưa? Ui, nhỏ mà nó dữ nè. Đó. Ghê mọi người. Nó còn dướng khúc à. Khúc chút xíu thôi, cái này chắc con chuột á mọi người. Nên nó ra không được. Thấy chưa? Ôi cái nó khè kìa. Tới giờ còn rung quá nha mọi người. Ớn chưa? Khủng cho mọi người. Wow. Còn chút nữa là chết với nó rồi. Mày hả mày? Mày hả mày? Đó 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 đó. Thôi để mình xử lý nó một cái nha mọi người. Rồi có gì hồi nữa mình quay cho mọi người xem nha. Bấm dừng cái nha mọi người. Chứ giờ cái này là mình không dám giỡn với nó nữa đâu. Quá nguy hiểm. Anh em bẫy rắn thì nhớ cẩn thận nha. Đó. Cái này là cũng như là một bài học này nha mọi người. Chỗ này hôm nay thì mình cũng dính hết mấy con cũng cỡ này nè. Đầu thai cái lợp 1/2 này vô cái nó dậy đó. Còn chút nữa là no xương với mày rồi. Mày nguy hiểm quá. Rồi thôi để bấm dừng cái nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa nha mọi người. Công nhận khủng khiếp thiệt. Con bẫy nó sao không lỏng vậy trời. Ừ dính nha mọi người. Dính không hành. Hôm nay vô tống lỏng nè. Con hành này cũng bự nha. Rồi nó ói chuột nè mọi người. Đó. Nó ói chuột ra còn ướt mem luôn. Đây, mặt nó đây. Ngon chưa? Ủa cái này hai con. Hai con mọi người ơi. Hai con. Con bự con nhỏ nè, cái đầu con nhỏ nè. Còn con bự cái đầu bên đây nè.
nó gục vô tông luôn. Đó, một con nè, còn con kia cái đầu nó tông rồi. Rồi để chút nữa mình ra mình bắt chung với con gắn hổ hành với con gắn nước hồi nãy luôn nha mọi người. Còn con gắn kia thì mình xử lý nó xong rồi. Mọi người chắc cũng biết mình xử lý nó như thế nào rồi đó. Gắn độc thì mình không thể thả được nha mọi người. Rồi bấm dừng cái nha. Rồi mình bắt gắn ra luôn nha mọi người. Gắn nước bự thiệt. Công nhận con gắn hồi sớm lại tới giờ là mình còn rung nha mọi người. Gắn nước là chẳng. Con này mình tòng cái túi lưới vô mình bắt đi. Này nó cắn cũng ớn lắm mọi người. Ghê quá. Cho nó chui vô túi lưới này đi. Nó cắn dữ luôn. Hết nói bự luôn nha mọi người. Bự rồi nè. Đá ghê luôn á. Gắn đầu tiên gắn nước mà ghê chứ. Này, bỏ nó riêng một mình nha mọi người. Con này nó cắn dữ lắm, gọng chung mấy bỏ chung với mấy gắn kia là nó cắn tét hết á. Tét thịt luôn á. Rồi, xong một em. Nó ra nha mọi người. Đây, hổ hành. Ngon chưa? Để mình bỏ nó vô cái nha mọi người. Vô. Đó, còn cái này là hai con nha mọi người. Bỏ ra cho mọi người xem. Hai con này cũng nhỏ, rồi đứt luôn rồi. Đó, chưa? Con này ấu chuột. Cơm không? Nó không chịu ra nữa chứ. Con lạ đời ta. Ra rồi đó hả? Đây, cái này hai con nha mọi người. Hai con này chắc cũng cỡ, con này thấy mình thấy tọng hơn chút xíu nha. Con này nè. Rồi để mình bỏ nó vô một cái. Được ba em hổ hành nha mọi người. Còn con đại ca hồi nãy mình xử lý nó rồi. Xử lý xong rồi. Đây, ba hổ hành với con ngắn nước nha. Rồi để hồi tới 7 nữa mình quay tiếp mọi người xem nữa nha. Bấm dừng cái nha mọi người. Rồi, tiếp tục luôn nha mọi người. Sớm giờ mình thăm mấy cái. Được mấy con gắn nhỏ nhỏ không? Mình không có quay. Tại vì ngay chỗ đó. Ủa, cái bãi ngay đâu ta? Hình như đây thì phải. Rồi, cỏ xanh lè hết rồi. Nó dính không hơi kỳ vậy. Nặng cái coi, nặng nha mọi người. Cái gì đây? Cái gì vào đây? Cái gì mà cỏ nó lúa nó xanh vậy đây? Ui, này cục cực bự lắm nha. Phần bự lắm nha mọi người. Còn gì đây? Ù, đại ca nữa nha. Đại ca này nhỏ. Thấy cho mọi người. Mình mới thăm đằng kia. Dính đường hổ hành. Hổ hành cũng nhỏ chứ không bự. Có người mình đi luôn chứ mình không có quay. Lại đây lượm được bé na. Này vô lâu rồi nha mọi người. Lúa mà nó lên dày là hiểu rồi đó ha. Tại cái lợp này đặt xa nên mình làm biến vô thăm lắm. Hai bịch lúa lên mỏng hết trơn.
Để ra ngoài mình bắt sao cho mọi người xem nha. Mình bắt máy gắn ra luôn nha mọi người. Hổ này cũng nhỏ mọi người. Con này mini nha. Này mini. Mini bắt theo mini. Mini chứ răng sữa của nó đẩy một phát là mệt lắm nha mọi người. Đây con. Ừ, ngoan, chui ra. Ra chưa? Rồi, con hổ thứ hai nha mọi người. Hổ sớm mình xử lý nó cách khác rồi. Cứng dữ vậy. Mình bắt hổ hành này ra cái mình xử lý nó sau nha mọi người. Hành này cũng nhỏ. Không bự. Dính là im rồi nha mọi người. Ngon lắm chứ bộ. Mình bắt gắn xong rồi nha mọi người. Để mình bấm dựng cái nha. Rồi tiếp tục nữa mọi người. Trong đây có cái nha. Cái này chiến rồi cũng dính được em hổ hành. Cái này sao đây? Đây có lúa tạo ra nha mọi người. Lúa này lụm lúa nữa quá. Lúa này xanh là ngon. Trời ơi nặng lắm mọi người ơi. Nặng lắm nha. Cái gì đây? Con gì đây? Trời ơi con đại ca chà bá luôn. Ngon này. Ngon này. Ngon rồi mọi người. Đây đây đây. Em gỡ ra cho mọi người xem nha. Đó. Hai cái sát bên lụm lúa. Đó. Ngon chưa? Cái kia dính còn nhỏ, cái này dính còn bự, hai cái cũng gần lắm nha mọi người. Đây. Dính gì vậy? Con này vô cũng lâu. Đó, mọi người thấy lúa vậy là biết vô lâu rồi ha. Đó. Đây em ở đây. Đẹp chưa? Quá ngon nha. Đó. Rồi để chút nữa rồi mình ra ngoài mình bắt sao luôn cho mọi người xem nha. Tại khu ngay chỗ cục này là mình đặt hai cái bờ này nè. Để mình đặt lại cái bẫy cái mình qua mình thăm cái kia nữa cái mình ra mình bắt luôn nha mọi người. Rồi. Đây mình con cái nữa nha. Im lắm không biết sao đây. Chung là mình lựa mấy cái im im mình quay. Chứ mấy cái mà mình đặt tào lao là mình không có quay nha mọi người. Ôi cái này còn chuột. Rồi hết lúa. Rồi cái này không dính nha mọi người. Rồi mình bắt gắn ra luôn nha mọi người. Nó đây
ghê mọi người. Anh cú mày ra mà mày giữ. Ôi. Kè ghê vậy. Kè ghê vậy. Đó, nè, chui ra. Vô. Rồi mình xử lý nó xong rồi nha mọi người. Đây, mình mới bắt ra đây. Rồi mình bấm dừng cái nha. Rồi chút nữa rồi tới 7 mình quay tiếp nha mọi người. Rồi tiếp tục nha mọi người. Ngon lắm mà mới sao đây. Ở đây thì người ta đặt rồi nha mọi người. Chứ rồi mình vô là mình thấy có dấu rồi. Mình đặt thử mấy cái nè. Ba cái mà không có gì không đây. Nặng đấy coi. Ôi nhẹ tay luôn rồi. Rồi còn chuột mọi người. Cái này không dính nha. Rồi tiếp tục luôn mọi người. Mấy bảy ở đây chắc xong luôn rồi. Người ta đốn. Rồi không còn đâu ha, đừng có mơ. Đây còn nữa đây. Ừ còn, hên quá, nặng dữ lắm nha mọi người. Hù, rồi con hổ hành chà bá luôn, còn vô lâu nhàn, đó, người thấy nè ha, đó, trời ơi, vậy mà người ta đốn người ta không lấy là hên lắm nha mọi người, hổ hành lớn lắm, mà chắc không thấy chứ thấy là dễ gì còn nha, đó, hết hình chưa? Ôi ôi, đằng kia nãy mình cũng thăm được con hổ nhỏ nha mọi người, cũng cái bờ này luôn. Mà đằng kia nó còn lùm, ta chưa có đốn á. Trời ơi, vừa thọt vô nó làm cái khì. Tưởng bự lắm, ai giờ đâu, cũng có chút như sớm luôn mọi người. Con này thì khủng rồi nha. Cái này mình moi mình đặt lợi tiếp luôn. Quá ngon. Ôi, hổ hành. Còn gì bằng nữa không ta? Rồi, thôi mình bấm dừng cái nha, chút rồi mình ra xe mình bắt sau nha mọi người. Tại vì trong đây mình đặt 4 cái, mà mình thăm cái này nó là 2 cái rồi nha, còn 2 cái nữa nha mọi người. Rồi để mình quay hết luôn cho mọi người xem, 2 cái kia rồi nó có dính không. Rồi, ngay góc bờ này mình có 1 cái nữa nha mọi người. Rồi, cái này cũng dọn tông lỏng nữa rồi. Ôi, ôi. Rồi cái này lội bẫy ra luôn, ta không lấy nè mọi người. Cái này hiệu. Ủa, cái này dính hổ hành. Hổ hành nhỏ nè. Đó mọi người thấy không? Hành nhỏ nha mọi người. Mà người ta không lấy bẫy mình luôn. Này chắc nhỏ quá chứ hôi bự là chắc không còn đâu nha. Rồi cái vô cũng lâu rồi nè. Được 2 hổ hành, rồi đại ca, rồi còn cái nữa nha mọi người. Rồi, bấm dừng cái nha. Rồi, mình bắt gắn ra luôn nha mọi người. Hổ con này. Hổ con suốt luôn nha. Trời ơi. Nhỏ nữa nè. Ghê. Con này hổ hành lớn nha mọi người. Nhưng mà không bị mất nha, hên nha. Đó. Để em bắt trắng ra luôn nha mọi người. Mới lội tuốt ở trong kia ra mệt quá trời mệt. Thì cái máy bơm nước á, không biết rồi nó bơm sùng quá, không biết thằng nói chuyện nó nghe không đó nha mọi người. Bơm nước ruộng á. Thấy không? Thấy mình
cầm cái tay vậy là mọi người biết nó bự rồi đó ha. Rồi để mình bỏ vô mọi người. À, có người ta đi ngang thấy gắn bự à. Bỏ vô. Có người vậy tè tu hết tơi. Na ra luôn mọi người. Nhỏ bự xíu. Lớn hoài. Đâu nhanh vậy? Đâu chui qua lẹ vậy? Kia đi. Để kia đi. Ừ. Cú mày ra nè. Thôi. Đó, tôi ra đi. Xíu mà tôi ra. Bắt ra gọi nha mọi người. Rồi, trong đây mình có hai cái nha mọi người. Cái này chiến hõm chết chuột rồi, bị con gì phá cái lợp nằm nghiêng luôn rồi, ai thăm không biết. Còn chuột lợp bự nữa nha mọi người. Trong chuồng bò này mình có một cái nha mọi người. Cái chuồng bò này chiến rồi dính con, không biết mọi người nhớ không. Đây đây nó lỏng y nặng dữ lắm nha mọi người, quá là nặng luôn rồi. Ôi ôi gài hôm hết nè ngang. Không biết có hàng khủng này nè. Ôi đất dữ hả. Ôi ôi ôi. Thấy chưa mọi người. Bích lập luôn nha. Nè. Ô, con này vô lâu rồi nha mọi người. Tại bên kia mình có người nha. Nên mình không có cái chuyện lớn được. À, để mở cho mọi người xem nha. Hết nấu chưa. Khủng chưa mọi người, quá đã nha. Hết nấu chưa. Rồi, mình cầm cái lợp lên nặng dữ lắm, nặng tại con mớ đất nè mọi người. Nó lôi gác vô chuột, lôi gác vô nè, ghê không. Chỗ này dính hai con. Còn hổm là bự hơn con này nữa nha mọi người. Quá đã ha. Rồi, để mình ra ngoài mình kiếm chỗ mình bắt cho mọi người xem luôn nha. Ngon quá mọi người ơi. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Thăm cái này, ổn cái
có hay không mình ra mình bắt luôn gắn cho mọi người xem. Sớm mình thăm mấy cái lọt gần lộ được mấy em hũ hành nha mọi người, hũ hành nhỏ nhỏ không, không con nào bự hết. Rồi có lúa tàu ra luôn nha mọi người. Đó. Đó. Ủa, cũng nặng lắm nha. Ủa hũ hành, hũ hành này trọng à. Hồi cái lọt này đặt lâu dữ lắm rồi, nay mới thấy chạy. Đó. Cũng ngon nha mọi người. Rồi, mình để mình kiếm chỗ mình bắt ra luôn cho mọi người xem nha. Sớm thì dính liên tục luôn á, cái nào cũng dính á. Ngon ghê luôn. Mình bắt mấy gắn ra luôn nha mọi người. Thì sớm giờ mình được dính được mấy con hổ hành nữa. Mình bắt cái con đại ca cá thước nha. Ở đây thì không có chỗ mình quay á mọi người, nên ở đây cỏ không. Nó đây khủng lắm nha mọi người. Ngay chỗ chuồng bò đó là mình dính con này, nó là hai con nha mọi người, 23 chuyến dính hai lần, vậy là ngon lắm rồi đó. Đẳng đi em. Ừ. Ngoan. Ngoan anh thương. Ngu vậy. Con này là bự nhất nãy giờ nha mọi người. Hôm nay đi một túi con hổ luôn. Đóng căn hộ luôn. Thì còn mấy cái nữa nha mọi người, chưa hết 7 đâu. Lọt này là bữa hổm chết chuột nha mọi người, mình không có bỏ chuột vô, lại mình lấy đặng mình nay mình vô chuột mình đặt sao mà dính được con hổ hổ hành chút xíu à. Chứ cái này là không có chuột nha. Rồi con này mới dính bên đó nha mọi người.
lúa lên mỏng hết rồi. Này nó đây. Quá ngon nha mọi người. Đó. Hai túi nha mọi người, hai túi gắn của mình đây, ghê chưa, một túi gắn hổ, đây là một túi luôn nha. Mai chứ 27 này kinh dị thì hổ hành nè, đừng con hổ ngựa nhỏ nữa nha. Khủng chưa mọi người, ai thằng dính gắn hổ kinh dị luôn. Đây là 5 con hổ vừa bự vừa nhỏ luôn, 5 con gắn hổ nha mọi người. Còn cái con mà kẹt đầu hồi sớm là mình xử lý nó ghim rồi đó. Không thôi là 6 con lận á. Ghê chưa? Dính sao mà liên khúc luôn. Rồi, thôi để mình bấm dựng cái nha mọi người. Rồi còn mấy cái bẫy nữa mình cũng quay hết luôn cho mọi người xem. Clip này nay chắc dài lắm nha mọi người. Rồi. Tông đấy con cái nha mọi người, chán ghê luôn, nãy vô luồng bẫy kia mọi người 4 cái mất hết trơn, không còn cái nào á. Cái này mới còn không nữa. Ừ, cái này còn còn mà thấy trống lỏng. Ừ, thấy bạch lúa ra ngoài nha mọi người, thấy lúa ra ngoài hai bạch luôn nè, mà không biết sao đây. Nặng thấy coi, rồi nha, hiệu luôn. Gì đây? Ui, hổ hành. Hổ hành này cũng được. Rồi, hết chuột luôn. Đó, cái này, cái cuối nữa là hết rồi. Còn bên kia một cái nữa nha mọi người. Con này vô cũng lâu rồi nè. Rồi, để mình thăm cái kia luôn rồi mình quay lại luôn cho mọi người xem nha. Bấm dừng cái nha mọi người. Còn lại có cái cuối cùng luôn. Xác nhà cho sủa quá. Ui, bị tới thui. Thui không thấy gì hết. Nặng hết rồi. Rồi nhà te luôn. Một chuột còn sống nữa. Chuột chết luôn rồi. Rồi thì hiện tại mình về tới nơi rồi nha mọi người. Đây này hết bẫy rồi. Đây được túi gắn hổ đây. Đó. Còn gắn nước rồi, sáng dính đầu tiên nè nha mọi người. Đây mới hổ hành. Đó. Còn nãy hai con gắn này mình chưa bắt ra nữa nè. Hết chuột luôn, rồi đem hai bẫy này về luôn nha mọi người. Đó. Hôm nay mình trúng lớn nha. Sáng thầm là quá kinh dị luôn á. Trời ơi, nó nằm nửa trong nửa ngoài gắn hổ luôn nha mọi người. Đó, con nào nãy nè thấy không? Này nó hơi chói nắng nha mọi người. Rồi, mình xin kết thúc clip luôn. Mọi người xem thấy hay thú vị á, mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Còn đây thì tôi gắn cũ. Hả? 2 kg không? Dạ cỡ đó đó. Đây tôi gắn hổ cũ nha mọi người. Đó. Còn ngày nay là mình mới thăm về đây. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Chuột gắn gì có đủ hết luôn nha mọi người. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha mọi người. Bye bye mọi người.